Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cháp 521, để cho ác lăng vệ này nhìn xem, thực lực sai biệt thật sự là gì. Lạc Vân Hải với ánh mắt sáng lên tinh quang, hay to. Những chiến khôi đứng sau lưng hắn cùng nhau gật đầu, tạo thành một trận đội mới chỉ tập luyện được 2-3 tháng. Mặc dù vẫn còn thiếu chuyên nghiệp, nhưng bọn họ có căn bản mỗi người đều cao, mỗi người đều là tinh binh trong tinh binh, cao thủ trong cao thủ. Chỉ trong một thoáng, một cỗ khí thế ngập trời đột nhiên phát ra, giống như một lưỡi kiếm sắc bén đang hướng về phía cha lạp hãn cùng với quân đội hàng chục vạn người của hắn. Áp lực đến nỗi bọn hắn không thể thở, phải từng bước lui lại. Cha lạp hãn không thể tưởng tượng được, nhìn về phía trước, trên trán hắn đã trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa. Đội ngũ này, đội ngũ này, cuối cùng là đội ngũ nào vậy? Sao lại biến thái như vậy? Chỉ có 100.000 người mà thôi, nhưng lại có khí thế mạnh mẽ và quân đội 700.000 người của hắn không thể thở nổi. Với chiến lực như vậy, họ thực sự có thể chống lại hàng trăm vạn hùng binh. Nhưng hắn không chỉ nhìn thấy nhiều hơn thế, khi nhìn xuống, hắn càng sợ hãi đến mức không thể ngăn được mình hít vào một hơi lạnh. Ba hồn không thấy mất con mẹ hai hồn, bảy phách mất con mẹ sáu phách. Hắn chỉ thấy đội ngũ chiến sĩ này, người đứng đầu tất cả đều là cường giả, có cả thần chiếu, tổng cộng có hơn 5.000 người. Tiếp theo là cường giả thiên huyền, cũng có ba, 4 vạn người, cuối cùng tất cả đều là cao thủ đoán cốt, cũng đạt đến 60.000 70.000 người. Ôi cái đủ mé, một đội ngũ như vậy hình thành, quả thực không thể dùng từ biến thái để mô tả, căn bản chính là đã bật hách rồi. Trong quân đội, đoán cốt cảnh đã coi như là tinh binh hàng ngũ, thiên huyền cảnh cái kia chính là tướng quân, rất hiếm, thần chiếu cảnh vậy đơn giản thì là chiến thần một loại tồn tại ngang con mẹ đại tướng. Bọn họ bát lang vệ, cùng thiên vũ tứ hổ, đều là nhân vật như vậy. Mà đồng dạng tướng sĩ, phần lớn chỉ ở tụ khí cảnh mà thôi. Cho nên quân đội mạnh mẽ không phải do cá nhân thực lực mà chính là tổng thể chiến trận phía dưới, tất cả mọi người liên hợp cùng một chỗ lực lượng, bởi vì cái gọi là người nhiều lực lượng lớn. Nhưng giờ phút này, đột nhiên xuất hiện một đội ngũ 100.000 người mà trong đó có một nửa là cường giả thần chiếu cảnh và thiên huyền cảnh, thậm chí còn khiến cho hắn, một ác lang vệ đã trải qua trận mạc, máu mặt như sắt, cũng gần như hoảng sợ đến mức ỉa ra quần. Đại ca, ngươi không phải đang đùa ta chứ? trên đời làm sao có thể có quân đội như vậy? Có những người có thực lực như vậy, ai còn tham gia quân ngũ chứ, đi sớm làm cung phụng trưởng lão. Giống như bọn họ những người như vậy tiến vào quân ngũ, cũng coi là số ít, được như này cũng là bởi vì bọn họ tu luyện đến tận đây, đều là trong quân ngũ bị bồi dưỡng được tới. Nhưng đội ngũ này, nhưng bây giờ là quá nghịch thiên. Ác lăng vệ, hãy nhìn kỹ, đây là phi hổ quân do chắc nguyên soái luyện ra và giao cho ta chỉ huy. Thế nào, đã sợ chưa? Lạc Vân Hải cười lạnh, mở miệng nói chắc chắc phàm luyện binh cha lập hãn run rẩy gần như khóc lên đáng chết chắc phàm không chỉ mình hắn biến thái mà ngay cả binh đoàn luyện ra cũng biến thái như vậy ta thật không biết hắn làm thế nào mà được cuộc chiến này còn đánh đếu gì nữa hắn hít sâu một hơi rồi đột nhiên hét lớn rút lui vừa nói xong hắn liền dẫn đầu chạy trốn những tướng sĩ khuyển nhung nghe thấy lệnh này đều sững sờ đầu óc còn hơi mơ hồ Họ chưa bao giờ thấy vị tướng quân cha lạp hãn hung ác tàn bạo này lại có bộ dáng sợ hãi như vậy. Chờ đến khi họ phản ứng lại, mới vội vàng thay đổi thân hình, muốn chạy trốn. Rõ ràng địch nhân mạnh mẽ đến mức họ không thể chống cự, thậm chí còn chưa kịp giao chiến, đã phải chạy trốn. Điều này chưa từng xảy ra trên chiến trường của đại quân khuyển nhung, thật sự làm họ mất mặt quá. Lạc Vân Hải cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia sáng khiếp người, hét lớn, phân ra một trăm cao thủ thần chiếu, bắt sống ác lang vệ cho ta. Người còn lại, tiếp tục đè bẹp bọn họ. Vâng, mọi người đồng thanh đáp lại, rồi cùng nhau hành động, phân công hợp tác. Chỉ trong một thoáng, giống như từ địa ngục lao ra, Lạc Vân Hải dẫn đầu quân mã đã đuổi kịp đội quân ác lang vệ của Huyền Nhung. Dựa vào sức mạnh vượt trội gấp mấy chục lần so với đối thủ, họ tiếp tục tấn công, bỗng nhiên, tiếng la thảm, tiếng gào thét vang lên không ngớt. Chỉ trong chốc lát, đại quân ác lang vệ đã tổn thất hơn một nửa, có thể thấy được sức mạnh truy sát của Phi Hổ quân, thật sự khiến người ta kinh hãi phần lớn là do cha lạp hãn tự mình chạy trốn khiến cho cả đội ngũ không ai chỉ huy không thể hình thành nên chiến lực nguyên tố nhưng dù sao sức mạnh của đội quân chiến khôi này cũng đủ làm cho người ta sợ hãi mặt khác cha lạp hãn đang cố gắng chạy trốn nhưng lại nghe thấy tiếng xe gió vang lên liên tục gần trăm cao thủ thần chiếu đã tiến vào trước mặt hắn bao vây hắn lại không cho hắn thoát đi cha lạp hãn co rụt mắt lại khóe miệng co rúm trên mặt hiện lên vẻ khổ sở hắn không thể tưởng tượng được những cao thủ thần chiếu này không chỉ số lượng đông đảo mà mỗi người còn được trang bị một bộ phi hành ma bảo hắn làm sao có thể chạy thoát khỏi bọn họ đáng chết chắc phàm gia tộc của hắn phong phú đến mức nào đội ngũ nghịch thiên này rõ ràng là do hắn dùng tiền đập ra nếu không phải vậy làm sao có thể cấp cho mỗi người nắm giữ một kiện trang bị phi hành như vậy như vậy hắn muốn chạy cũng không thể chạy được ngẩng đầu lên nhìn trời cha lạp hãn thở dài liên tục đầy bi thương thật là trời muốn diệt hắn. Ban đầu, hắn coi việc bố trí phục binh xung quanh xoái trượng để bắt con chuột nhỏ cướp trại là một việc vô cùng đơn giản. Ai ngờ, không chờ đến con chuột nhỏ mà lại chờ đến một con hổ lớn. Bây giờ, hắn đã bị ăn sạch từ thịt đến xương, không còn sót lại chút gì. Biết trước sẽ như vậy, hắn đã không nhận nhiệm vụ này hoặc là đã đổi nhiệm vụ với người khác. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng một lần. Kết quả là, một tiếng gầm thét vang lên, Cha Lạp Hãn toàn thân khí thế bùng nổ, hai mắt đỏ bừng nhìn mọi người và nói: "A, à, Cha Lạp Hãn là một trong bát Lang vệ của Huyền Nhung, có thần lực thiên phú, có thể xé xác linh thú, được mệnh danh là dũng sĩ số một của Huyền Nhung. Ai không sợ chết, hãy lên đây." Mọi người nhìn nhau, đều cười khẽ một tiếng, trên mặt đều tràn đầy sự khinh bỉ khi nhìn hắn. Họ đều là chiến khôi do chắc phàm luyện chế, ngoại trừ nguyên thần là của họ, còn lại từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là do luyện chế tạo nên thân thể của họ cứng như kim cương, họ sợ hắn kéo à. Kết quả là, hưu một tiếng, một chiến khôi dẫn đầu lao lên. Cha lập hãn trừng mắt một cái, quyết định nhanh chóng, đưa tay bắt người kia lại, sau đó dơ cao lên trên đầu, hai tay dùng sức kéo. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên rõ ràng, cha lập hãn cười một tiếng, tựa hồ âm mưu đã thành công. Cái gọi là giết gà để dọa khỉ, khi mọi người thấy có người bị xử lý một cách dễ dàng như vậy. Dù cho phe của họ có đông người đến mấy, cũng sẽ có chút sợ hãi, không biết người tiếp theo có phải là mình không. Nhưng là, dù người có nhiều đến mấy cũng có chỗ yếu, hắn có thể tận dụng cơ hội đó để phá vây. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn đã đóng băng, ảo mộng trong lòng cũng tan biến trong nháy mắt. Lạch cạch một tiếng, hai cánh tay của hắn từ từ rơi xuống, hoàn toàn không thể làm gì được, đau đớn như xé lòng. Hóa ra, tiếng xương vỡ vụn vừa rồi không phải do hắn xé rách đối thủ mà gây ra, mà là chính hắn đã kéo gãy xương tay của mình một mặt hoảng sợ nhìn người kia từ từ rơi xuống cha lạp hãn không thể nhịn được hỏi đại ca ngươi cũng là cao thủ luyện thể à ta chưa bao giờ luyện thể thân thể kim cương này cũng là trác quản gia tặng cho ta và tất cả chúng ta mỗi người một bộ ngươi cái kia cậy mạnh không thể kéo mở bất cứ ai trong chúng ta người kia cười nhạt một tiếng trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt nhưng cha lạp hãn dĩ nhiên đã hoàn toàn ngốc lại ngơ ngác nhìn quanh mình sắc mặt nhợt nhạt hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật hắn cha lạp hãn đường đường là dũng sĩ số một của huyền nhung trong thiên vũ chỉ xếp sau một trăm không 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 có thể còn không chỉ sau một trăm có thể hắn còn không đủ tư cách để xếp sau một trăm cha lạp hãn với vẻ mặt muốn khóc nhưng không thể nhìn về phía mọi người và thì thào các người này các ngươi có phải là quái vật không sao mà cả đám đều kỳ quái như vậy nghe xong mọi người cùng nhau phát ra tiếng cười vang lên lòng đầy tự hào cuối cùng họ cũng đã nếm trải cảm giác khi dễ người khác, đây chính là cảm giác của một cường giả. Mọi người đó nhận cha Lạp Hãn, người đang tuyệt vọng vì phong tu vi của mình và chính thức thu anh ta làm tù binh. Trong lúc này, bên trong chiến trường, Chiếc Biệt và hai người khác nhìn về phía trung quân đại trướng với vẻ lo lắng. Tiếng la giết từ xa truyền đến làm cho họ càng thêm lo lắng, mồ hôi tràn đầy chán. Thiên vũ tứ hổ thì cười ha hả, tự tin rằng chiến thắng đã nằm trong tay họ. Phong hống lang, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm ở đây, ngươi hãy đi viện trợ nguyên soái chiết biệt sau một hồi suy nghĩ đột nhiên nói phong hống lang gật đầu nhẹ nhàng chuẩn bị hành động nhưng lại nghe thấy tiếng độc cô phong cười khinh thường đã muộn rồi dù ngươi có nhanh đến đâu khi đến soái trướng tiểu ngũ của chúng ta đã chiếm được nguyên soái của các ngươi đã trở thành tù nhân của chúng ta ngươi có đến cũng chỉ là để tước vũ khí trận chiến này chúng ta đã thắng hừ chưa hẳn đã thế vừa nói xong một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ba lăng vệ giật mình quay người nhìn về phía giọng nói họ kêu lên kinh ngạc đây là giọng của nguyên soái đám người từ từ tản ra từ phía xa một đội quân sát khí lẫm liệt tiến tới đó chính là sát phá lang và đội quân của anh bên cạnh anh một người đàn ông già mặc đồ phó tướng cởi mũ bảo hiểm lộ ra khuôn mặt đó chính là thác bạt thiết sơn nguyên soái của khuyển nhung bên cạnh ông còn có thác bạt liên nhi và một nhóm thân vệ thác bạt thiết sơn ngươi thế mà ở đây độc cô phòng kêu lên sợ hãi thác bạt thiết sơn cười nhạt tự tin gật đầu, ta đã nghiên cứu hành động của Trác Phàm, kẻ này rất giảo quyệt, giỏi dùng mưu kế. Và bây giờ, các ngươi đang yếu, cơ hội chiến thắng duy nhất chính là dùng từng binh sĩ nhắm vào Nguyên Soái, gọi là trực đảo Hoàng Long. Vì vậy, ta đã rời khỏi soái danh từ sớm, bố trí phục binh, chờ các ngươi vào trận. Kết quả, quả nhiên như ta đã dự đoán, các ngươi đã vòng sau tập doanh. Độc Cô Phong im lặng, không nói gì, còn lại tứ hổ cũng im lặng. Triết Biệt và Ba Lang vệ còn chưa hiểu, sát phá lang liền cười nhẹ tiếp tục giải thích thực ra từ đầu bắt lang vệ ra hết cũng chỉ là để lừa dối nguyên soái và tiểu thư đã đi cùng với ta công tử đã có hai lộ nguyên soái thu hút sự chú ý của địch còn cha lạp hãn và đội quân của anh ta chỉ là giả thân thật của anh ta đã sớm bố trí bẫy tại soái trướng chờ địch nhân vào cuộc tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của nguyên soái lần này bọn họ đã bị tổn thất nặng nề việc chiếm được phong lâm thành chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nghe được lời này mọi người mới hiểu nhìn về phía thác bạt thiết sơn với vẻ kính phục nhưng vào lúc này một tiếng hú vang lên một tia hỏa quang phóng lên trời nổ tung một đóa lửa lớn trên không chiếu sáng toàn bộ chiến trường lóa mắt rực rỡ dưới ánh sáng chói lòa của bầu trời thác bạt thiết sơn không thể không nhắm mắt lại hắn cúi đầu xuống nhìn về phía độc cô phong và nhóm của hắn trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác bất an các ngươi đang làm gì vậy chẳng lẽ còn có binh dự phòng ha 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 chúng ta còn có chút binh lực còn sót lại, nhưng không đến mức phải dùng đến binh dự phòng. Vậy ngươi đang, ánh sáng trong mắt thác bạt thiết sơn lóe lên, hắn chăm chú nhìn vào mắt độc cô phong. Độc cô phong cười mỉm, khóe miệng vẽ lên một đường cong bí ẩn. Hắn liếc mắt về phía tam hổ còn lại, bốn người cùng nhau cười lớn, ha ha ha. Thác bạt thiết sơn, ngươi đã xa vào bẫy của chúng ta, lần này, ngươi không thể thoát khỏi. Hết cháp 521